Ôi, đau, đau. Ê, ê, ê. Ôi, này. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi là triệu hồi quỷ Satan các bạn. Satan á, là cái người quỷ đó là tượng trưng như quỷ đi bắt linh hồn luôn các bạn. Hello anh em nha. Và bây giờ mình sẽ làm cái nghi thức này nha anh em. Ngôi sao mình cũng đã xong, nến mình cũng đã làm theo cái nghi thức là triệu hồi quỷ Satan nha các bạn. Và bây giờ là một người sẽ ngồi ở trong cái ngôi sao này, là người đó là cũng chính là triệu hồi người đấy lên vào ấy luôn nha các bạn. Và giờ chúng mình sẽ cột cái cọng chỉ vào để 5 người. Nếu mà quỷ Satan có lên ấy thì chúng mình sẽ kìm lại chứ không có cho mà chạy thoát nha các bạn. Tí luôn. Không có cho mà chạy thoát được các bạn ơi. Mà mình cũng ngầu. Team mình giờ chỉ có 6 người thôi, mình cũng phải ngầu vô một vị trí này để mình đủ 5 người để có thể nếu mà quỷ Satan mình triệu hồi được quỷ Satan nó sẽ nhập vào thằng ở ngầu chính giữa cái ngôi sao này nha các bạn. Và nó sẽ có hiện tượng gì sau đó mình cũng không biết. 5 người sẽ dùng 5 cọng chỉ mình cột vào người nó, mình làm phép hết nha các bạn. Để mình kìm nén cái con quỷ Satan đấy lại nha các bạn. Rồi. Em là ngồi đây đúng không? Đậu nữa là tí nữa là không, tí nữa là em không có cho được nến tắt nha. Khi mà màu nến lên á là cái em không có cho được nến tắt nha. Đây còn có lần nữa. Mỗi thằng đây ngồi đây này. Mỗi thời gian mày xuống đi coi. Mỗi đứa là tự giữ cái nến của mình, không có cho gió nó thổi nến tắt nha. Nếu thổi nến tắt là có chuyện đó. Là thằng ngầu giữa nó ra không được đó. Được. Có gì cũng không được chạy nha chưa? Mắc không mắc cái con chết. Ồ, cái thằng điên kìa. Tôi giỡn quá. Có gì là có hiện tượng gì cũng không được chạy nha chưa? Đúng không? Không cho nến tắt nha. Ông ngồi đâu? Em xíu. Em xíu qua bên kia. Đợi anh ngồi đi. Xem hết chưa? Xem hết đúng không? Đậu nó lửa lên đừng cho lửa cháy. Cho chỉ nha. Lửa gần dữ quá. Ngầu sắp xếp vị trí đi, sắp xếp vị trí. Mình ngầu ngay chỗ đây nha các bạn. Để mình cũng vô chơi luôn chứ cho đủ mày đi. Cô Trừng ạ. Và đây là ấy. Nè. Em lấy máu chó hả? Lấy máu đấy, chớ lên cái hình đấy. Hồi em đốt nha. Vừa đốt mà. Tí nữa em chớ lên cái hình đấy rồi em. Tí nữa. Em đốt. Có hiệu lệnh là chớ. Em đốt. Em chấm, em giờ em chấm ấy. Máu em... bị tanh dữ không? Hả? Tanh ơm luôn rồi. Cờ em cứ chấm lên cái vỉ, em lấy ngón tay chấm lên vỉ lên cái hang mắt nó. Đó, vỉ lên hang mắt vậy. Đó, hàm răng nữa. Chấm lên hang mắt, đúng rồi. Vỉ lên hàm răng, đó. Rồi tí nữa em đốt là em triệu hồi nha. Rồi, ok. Và giờ nghi thức chúng mình cũng đã làm xong rồi, xong chưa? Sắp xếp vị trí chưa? Rồi. Ok. Rồi nha, giờ ngầu hết nha. Giờ là em bật ấy lên nè. Nến lên. Vàng nến lên. Thắp nến lên đi. Thắp nến lên thôi. Quên đem cái mấy cái vẹt lửa các bạn ơi. Ngầu hết đi. Không có cho được nến tắt nhân chưa? Trời cho này là không cho nến tắt. Luôn luôn cầm cọng chỉ nha. Nếu có hiện tượng gì cũng cầm cọng chỉ lại chứ không có được mà thả ra là không được đó nha. Cũng cháy luôn. Từ từ thắp lên là cháy em.
cái trò chơi này rất là nguy hiểm nha các bạn. Không phải là muốn chơi là chơi được đâu nha các bạn. Giờ mình là phải lại giữ cái cây nến này. Còn mấy anh em kia cứ mỗi thằng mỗi góc ngôi sao là mỗi có một người nhỉ? Ngồi nha các bạn. Chưa ấy mà. Ê, ven ra kia cho nó máu em. Ôi em lại mau về đây nữa, em lại giữ cái kia. Đốt vô cái cây ti hả? Lấy cái cây em không? Dục cái cây dưa ve. Tiệm mình có 6 người thôi nên không có đủ để ấy nha các bạn. Nên phải mình cũng phải ngầu vô nghi thức luôn chứ mình quay được như quay chứ cũng không biết sao. Cây nó không lấy cái đốt ra. Đây là mấy em mà đang ngồi hết rồi nha các bạn. Rồi em đốt quá, em đốt quá. Đó không không, em đốt cái tờ giấy rồi. Đốt quá, bắp đốt rồi đó. Đốt rồi đó. Em ngâu lại Viên, Viên. Em ngâu lại, ngâu xíu đây. Đốt cho cháy hết tờ giấy luôn em. Ngồi im đấy, không cho được nến tắt nhanh vô. Rồi. Giờ bạn đeo mình đọc nghi thức nha các bạn. Hỡi Satan hãy lên đây. Đứa con của địa ngục. Ta xin triệu hồi ngươi. Gì? Cái gì, cái gì? Còn cái nến đúng không à? Ờ, không sao đâu, ai không sao. Chia cái nến lại nha. Hỡi Satan hãy lên đi. Ủa sao giờ lửa cháy vậy? Có. Hỡi Satan hãy lên đây, đứa con người địa ngục, ta sẽ dâng hiến linh hồn này chính giữa cho các ngươi. Hỡi Satan hãy lên đây, hãy xuất hiện cho ta thấy, ta mang danh là pháp sư. Hỡi Satan hãy lên đây. Sao giờ nó cháy ghê vậy? Mà này nó cháy cái ấy luôn hay sao vậy? Còn chỉ tao đã mất không? Cũng chưa có hiện tượng hết các bạn. Mà nãy mình đốt cái tờ giấy nó cháy lan cỏ luôn các bạn. Không biết sao mà nó cháy gì luôn. Phải chi nến lại nha. Vẫn không có hiện tượng gì hết nha các bạn. Nãy do mình triệu hồi mà không có hiện tượng. Các bạn thấy không? Lửa nó cháy theo cái hình ngôi sao luôn, nó cháy tự nhiên. Đốt cái tờ giấy ở đây nè mà nó cháy gì luôn các bạn. Mình cũng không hiểu sao luôn. Nến tắt rồi. Cái nến của anh tắt rồi. Chưa. Đừng có cho nến tắt nha. Chia lại. Cái nến của nhỏ đâu, nhỏ xíu đâu. Thả nến ra. Tắt rồi. Tắt cái việc lại. Tết rồi. Mất mẹ nó 100 đi. Mất còn xíu ấy. Còn xíu ấy rút lên. Rút lên chạy lại. Không có được cho nến tết nha. Tết kìa nó không vui. Đừng quay. Đừng quay tôi chi lại em này. Giờ mình làm mình thử một lại một lần nữa nha các bạn. Hỡi đứa con của địa ngục, ta xin mang danh là pháp sư. Ta xin triệu hồi mi lên. Ta sẽ dâng hiến linh hồn này cho ngươi. Quỷ Satan, đứa con của địa ngục, ta xin mời người lên đây. Hỡi Satan hãy lên đây. Hỡi Satan hãy lên đây. Ta xin triệu hồi ngươi. Ngươi hãy hiện linh, ngươi hãy hiện lên cho ta thấy. Hỡi Satan hãy lên đây. Hỡi Satan hãy lên đây. Ủa, má ta bức chữ rồi.
gì vậy? Bóng hương. Kim tạm bất cái chỉ đâu. Kim lại. Em ngồi tên dưới này. Ấy cọc chỉ này nha. Má cọc chỉ tao nó đứt mẹ nó chết rồi. Gì vậy? Dưới lại. Dưới lại. Đứng dậy ổng. Dưới lại. Bắt ổng. Ôm lại. Gì vậy? Cái bắp. Ô gai, con gai chết. Ô tao. Ê gì? Ô. Dưới lại. Ôi, đi để lại. Mày sao vậy ba? Quýnh thầy nó tỉnh không? Chạy mà. Bắp. Giỡn mày.